Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta có các xe tham gia thử thách nè. Đầu tiên là xe cứu hỏa màu hồng các bạn ơi, và còn rất là nhiều xe phía sau. Wow, thử thách đầu tiên là gì ghi? Wow, các con quái vật quốc ghi. Wow, ba con quái vật quốc ghi màu xanh, nó nhảy lên và nó đánh xe kia. Ui, nó đạp một cái là xe bị tan tành luôn. Ui, nhảy qua. Ui, hên quá, nó đạp hụt rồi các bạn ơi. Xe cứu hỏa đã vượt qua thử thách đầu tiên. Và thử thách thứ hai là gì kia? Wow, các bạn ơi, có rất là nhiều quái vật luôn. Đây là các con rồng màu xanh. Ôi, nó có cánh kìa. Ôi, nó nhảy ra. Hên quá, nó nhảy rồi. Cái đuôi nó sắm xém đánh trúng xe cứu hỏa luôn. Cái đuôi nó rất là dài. Vào đây là con gì kia các bạn ơi? Wow, hình như là Bikini Toilet. Đúng rồi. Wow, và đây là con gì nữa kia? Wow, con quái vật Bikini Toilet nhiều chân và có cái cổ rất là dài các bạn ơi. Wow, cái chân nó mà đạp một cái là bay cái xe cứu hỏa của mình luôn. Chưa qua. Ôi, wow, hình quá, mình chưa qua thành công rồi các bạn ơi. Hình quá, bây giờ tiếp tục cuộc thi thử thách thôi. Phía trước của mình còn rất là nhiều thử thách. Oh my god các bạn ơi, một con quay đánh trúng mình và mình bị lao xuống nước rồi. Đó, các bạn nhìn lại nè, mình đã vượt qua các thử thách kia mà con quay đánh trúng mình lao xuống nước rồi các bạn ơi. Và đây, tiếp theo là cuộc thi thử thách của xe đua địa hình màu xanh. Xe đua địa hình màu xanh rất là to cao luôn. Và bây giờ là thử thách đầu tiên. Nhảy qua. Rồi, thành công rồi các bạn ơi. Xe đua đã né được cái cú đạp của con quốc ghi rồi. Bây giờ tiếp tục là ba con rồng màu xanh này đang giơ chân lên. Ơi, chưa quá, thành công luôn rồi các bạn ơi. Thành công rồi. Tiếp tục là Bikini Toilet. Chưa quá, ơi có chân. Né được rồi, né cũng thành công luôn các bạn ơi. Nhưng mà xe này bị lao xuống ruộng rồi. Không sao, chúng ta đi vô đường đi thi tiếp nè. Bây giờ là ba cái con chân nhiều này, rất là nhiều chân các bạn ơi. Ui, mà nó đang nhảy với nhau kìa. Ui, ghê chưa, cái chân của nó. Ui, chui qua. Rồi, thành công luôn rồi các bạn ơi. Chui qua thành công rồi, không sao nha. Bây giờ tiếp tục. Đây, mình phải vượt qua cái con quay này. Con quay này hồi nãy nó đánh xe cứu hỏa nè. Chui qua, thành công rồi. Wow, xe địa hình thật tuyệt vời. Bây giờ tiếp tục cái gì đây? Ê. Oh my god các bạn ơi, xe địa hình bị tung vô 3-4 cái hố lửa rồi. Và bay cái bánh thất bại rồi. Bây giờ là cuộc thi của xe ben. Mình phải ben cái đồ ben này chạy cho nó có can đảm các bạn ơi. Đó, phải ben nó lên thôi. Bây giờ nhảy qua. Ui, né qua. Ui rồi, nó đạp mà đạp hụt các bạn ơi, hên quá. Bây giờ tiếp tục là ba con quái vật này. Ba con này là ba con rồng phun lửa các bạn ơi, mà nãy giờ không thấy nó phun lửa. Bây giờ chạy qua. Rồi, ý có chữ cái đuôi. Né qua thành công luôn rồi các bạn ơi. Mình đã né được cái đuôi thành công rồi. Bây giờ là cái con Bikini Toilet. Ây da, không vượt qua thành công các bạn ơi. Bị bay cái thùng rồi. Do là xe này chủ quan quá, tự nhiên ben cái thùng lên làm gì. Ê, nhưng mà vẫn còn chạy được, không sao. Phải vượt qua cái con này thôi. Chạy qua. Ôi, có chữ nó đạp trúng rồi. Thành công các bạn ơi. Thấy chưa, chủ quan là chết đó. Và bây giờ phải né cái con quay này ra. Rồi, thành công rồi. Ở đây có cái hố lửa nè, phải chạy qua bên tay phải. Đó, chạy qua bên đây. Ê, nhưng mà bên đây có cái gì? Có cái cầu. Oh my god, các bạn ơi, đây là một cái cầu bay lên trời. Ai mà bay lên cái cầu này một cái là phải bay lên trời rất là cao và bị rơi xuống rất là đau. Oh my god, và xe của mình đã bị tung vô cái cầu bay lên trời rồi. Và bị rơi xuống đây các bạn ơi. Chết rồi. Và cũng thất bại luôn các bạn ơi. Rồi xong luôn, bị chìm xuống nước luôn rồi. Và bây giờ là tới cuộc thi của xe buýt siêu tốc. Xe này là xe buýt siêu tốc chạy rất nhanh. Nhảy quá. Oh, xe buýt cũng qua được rồi các bạn ơi. Xe buýt siêu tốc của chúng ta chạy rất là nhanh nha. Ấy đó, các bạn thấy chưa, chạy qua luôn, thành công rồi. Những cái con quái vật này thì rất là dễ. Oh, chạy rất nhanh, các bạn thấy nhanh chưa. Chạy có tí xíu mà tới con quái vật cuối cùng rồi nè. Ơi, nhảy qua. Ơi, cái chân của nó dài quá các bạn ơi. Nhưng mà qua được rồi, không sao cả. Đó, những cái chỗ này là dễ thôi. Đây, các bạn mình coi mình vượt qua chỗ này nè. Đó, vượt qua, thấy chưa. Ây, xe buýt sắp chiến thắng rồi các bạn ơi. Bây giờ chỉ cần lên một cái đỉnh dốc lên trên núi là chiến thắng rồi các bạn, thấy chưa. Ở trên đó có núi kìa. Bây giờ là chạy để leo lên núi nè. Đó, sắp tới nơi rồi các bạn ơi. Cố lên, xe buýt sẽ giành giải huy chương vàng nha. Ôi, mất lái rồi, xe buýt bay lên trời. Rồi, các bạn ơi, xe buýt chủ quan quá, không thôi thì chiến thắng rồi. Bây giờ là tới lượt của xe này là xe tải các bạn ơi, xe tải bọc thép. Xe tải này chưa quá, trời ơi, xém nữa là bị cái chân nó đá trúng luôn. Xe tải chạy chủ quan quá các bạn ơi.
các bạn không được chủ quan nha. Rồi xe tải chạy tiếp thôi. Đây chú á, rồi rất là dễ dàng. Ok, tiếp tục. Xe tải này không biết có về đích được không. Cố lên xe tải ơi. Xe tải bọc thép này mình nghi là sẽ về đích nè. Ồ, rồi rồi, chui qua cái chân coi. Thành công rồi. Wow, rất là nhiều chân nhưng mà xe tải rất là luồn lách, rất là hay các bạn ơi. Ê, bây giờ là chui qua cái này đó, cái con quay này rất là ghê luôn. Rồi, sắp thành công rồi các bạn ơi. Đây, chui qua cái hố này. Đây, 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 đây. Ê, ê, rồi, bay lên luôn. Nhưng mà từ từ thôi, không bay lên trời đó. Rồi, ok các bạn ơi, xe tải đã vượt qua thử thách này luôn rồi. Và bây giờ xe tải sẽ leo lên đỉnh núi nè. Ok, xe tải bọc thép của chúng ta sẽ leo lên đỉnh núi nha, các bạn chờ nè. Đấy, xe tải của chúng ta đã băng qua các tòa nhà và sẽ bay lên trên đỉnh núi kia. Lần này mình rút kinh nghiệm, mình cho xe tải chạy từ từ thôi các bạn ơi. Không thôi là sẽ bị bay lên không trung giống như xe buýt màu vàng hồi nãy đó. Đấy, bây giờ chờ từ từ thôi nha. Đây, đây, cái ngọn núi, cái gọn đồi nào phải vượt qua chỗ này thì mới về đích được. Nhưng mà phải chạy từ từ thôi, không thôi bay lên trời đó. Đỏ xém nữa là bay lên trời luôn. Rồi bây giờ hạ xuống dốc nè. Rồi hạ xuống. Ấy, có một cái, oh, một cái hố các bạn ơi. Vậy là đúng rồi, xe buýt nãy bay lên là đúng, bay qua cái hố mà không thành công. Ờ, bây giờ còn xe cuối cùng thôi. Xe cuối cùng là xe bồn chở xăng các bạn ơi. Ôi trời ơi, ôi, ôi, xe bồn chưa qua, chưa qua. Ê, ôi trời ơi, xém nữa nó đặt trúng xe bồn luôn, nó nhảy cao quá, xe bồn cũng né kịp. Ôi, hy vọng là xe bồn là xe cuối cùng về đích nha các bạn nha. Ôi, ôi, xe bồn này không biết chạy về đích được không. Nếu mà về đích là mình có thưởng nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cho xe bồn về đích nha. Ôi, chui qua cái đuôi thành công rồi. Các xe của chúng ta rất là giỏi luôn, ngoại trừ xe ben bị vướng vô đây nè. Đó, bị vướng vô cái bồn bikini toilet. Còn các xe này thì rất là giỏi các bạn ơi, chạy qua rất thành công luôn. Chui qua cái chân, chui qua cái chân. Đấy, thành công luôn rồi. Ô, ba bó, dính hai quả bom. Trời ơi, thất bại các bạn ơi. Cuối cùng là dính hai quả bom. Vượt qua hết tất cả các thử thách rồi mà dính vô hai quả bom. Vậy là xe bồn của chúng ta là người thua sớm nhất luôn rồi các bạn à. Thua rồi các bạn ơi. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video vừa rồi của Trúc City nha các bạn ơi. Hôm nay chúng ta có rất là nhiều xe tham gia cuộc thi thử thách luôn. Mà hôm nay có rất là nhiều quái vật mới. Nhiều quái vật quốc ghi nè, quái vật khủng long nè, quái vật bikini toilet nhiều chân ba đầu nè. Wow, có con bikini toilet ba đầu đó các bạn ơi. Và có con bikini toilet rất là nhiều chân luôn. Và có rất là nhiều các chướng ngại vật như là con quay nè, hố lửa nè, cái cầu bay lên trời nè các bạn ơi. Và cái xe của chúng ta thì hôm nay rất tiếc chỉ có xe buýt thôi là bay sang về gần tới về đích luôn mà cuối cùng bị thất bại các bạn ơi. À, đây chỉ là game thôi. Đây là game Binzira nha các bạn. Nếu thấy video hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Trúc City của mình nha. Bây giờ mình xin bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai. Ngày mai mình sẽ cho xuất hiện rất là nhiều quái vật khác hung tợn hơn nè để mình tham gia cuộc thi thử thách nha. Ok, bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong ngày mai nha.